great people to come back to my channel, Lubu Lalila. Và hôm nay là chủ nhật ha các bạn. Thì bây giờ cũng như là mọi ngày thì mình đi tập yoga. Và bây giờ là mới tập xong rồi, bây giờ đi về đó các bạn. Thì bữa nay nói chung là tập cũng không có mệt lắm, nhưng mà mấy cái động tác rất là hay các bạn. Như là mấy cái như là bài tập mới á các bạn. Xong rồi tập những bài tập lạ rất là hay ha. Ok, bây giờ thì mình đi về nha các bạn. Nói chung một ngày chủ nhật thì mình thích như vậy các bạn. Thường là mình sẽ đi tập thể dục nè, hoặc là sẽ đi cà phê, cà pháo gì đó, rồi hoặc là đi siêu thị á. Đó, một ngày rất là đơn giản ha. Y như là thư giãn và cũng không phải là gọi là tận hưởng nha các bạn. Y như là thư giãn chỉ là cảm nhận cái cuộc, cảm nhận cái đời sống hàng ngày, cái cảm nhận như là cái thư giãn á, cái thời gian để mình thư giãn, mình lấy lại cái năng lượng đó các bạn. Thì mình cảm thấy như vậy cũng rất là thú vị ha các bạn. Ví dụ khi mà mình bị thất nghiệp ở nhà, hay là y như là nghỉ ở nhà quá lâu á các bạn, thì mình sẽ không có cảm giác y là được nghỉ giải lao như là như thế này ha. Ví dụ mình đi làm một tuần thì chủ nhật mình mới được nghỉ một ngày, thì cái ngày đó thì mình cảm thấy rất là thích các bạn. Y như là mình sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi như vậy á. Còn ví dụ như mà mình nghỉ quá nhiều, mình nghỉ ở ngày ở nhà tuần một tháng gì đó, trời ơi, nó không được gọi là thư giãn các bạn, nó gọi là rất là mệt mỏi đầu óc. Thứ nhất là phải suy nghĩ đi kiếm việc làm, và thứ hai là khi ở nhà mà chuyện là mình không có tiền đúng không, thì đâm ra một cái tâm trạng rất là ngột ngạt đó. Như vậy các bạn, thì nói chung là cái nào nó cũng có một cái khó, không thoải mái của nó ở trong đó ha. Đó. Còn đi làm thì nói chung là mình sẽ có lương rồi, mình sẽ gặp được nhiều người, như là chuyện là cái mối quan hệ xã hội, rồi bên cạnh đó thì nói chung là mình sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh, mình cần phải giải quyết, mình phải suy nghĩ. Thì nói chung là nhiều khi mình sẽ có một vấn đề nào đó mà mình cảm thấy rất là bực mình, bức bối gì đó. Thì đó, thì đó là những cái khó khăn ha. Thì nói chung cái nào cũng có cái một cái sự tốt, cái xấu của nó trong đó các bạn. Thì chủ yếu là mình sẽ cảm nhận và mình xử lý nó như thế nào ha. Thì hôm nay là một ngày y là cứ thường thường chủ nhật hay được nghỉ các bạn, là mình ha ngủ không có ngon, không hiểu tại sao. Có thể là nó sẽ quen một cái y như là cái thời gian các bạn, cái thời gian mà mình cứ thức á, tức là cái thời gian đó mình phải thức dậy để mình soạn, mình đi làm nó, thì cái y là mình sẽ thành một cái thói quen routine, everyday wake up. That's time every day, so make me like routine. And when Sunday, not work but can sleep more, you know. Thực ra
thì mình cũng có ngủ được chút ít các bạn, nhưng mà nói chung là buổi tối thì mình cũng hay diện online rồi làm một vài thứ á, rồi sau đó mình mới đi ngủ rồi ha. Nói chung là ngủ trễ thì sẽ mệt mỏi, thì mình hy vọng là đi là chủ nhật là mình sẽ được ngủ ngủ ngon, và mình đâu cần phải đi làm thì đâu cần phải dậy sớm làm gì, nhưng mà thực ra thì ngủ không có ngon các bạn. Tự nhiên cái sáng cái 4:30 là thức rồi, chứ bình thường là mình bật báo thức á là 6:30 mới dậy nha. Dậy rồi tắm rửa rồi soạn sành gì đó, tới 7:05, 7:10 gì đó mới bắt đầu đi làm. Đi làm xong rồi mình đi ra ngoài đường thì có cái quán cái nhà đó mình mua cái đồ ăn sáng đó, cái mình lên công ty thì khoảng anh vừa ăn vừa làm, hoặc là ăn khoảng 5 phút cái làm gì đó. Còn ha, ở nhà tự nhiên cái sáng này cái 4:30 cái không ngủ được, bắt đầu dậy đi đi toilet đồ này kia, bắt đầu dậy xong rồi nằm cũng cũng không ngủ được các bạn, nằm có khoảng chắc cũng không biết bao lâu nữa, khoảng là 10 phút 25 phút gì đó, xong rồi đó mới bắt đầu mới ngủ tiếp thì dậy 7:30. Nói chung là ngủ thì cũng có thời gian để mình ngủ để mình lấy lại năng lượng, tại vì bây giờ buổi sáng nay mình dậy là mình cảm thấy là nó khỏe hơn cái ngày thường các bạn. Tại ngày thường mình đã ngủ trễ rồi, mình dậy cực dậy sớm nữa, thì nói chung là mình ngủ không đủ giấc, xong rồi cái làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Xong rồi cái trời ơi, trưa được nghỉ trưa đó thì ăn xong rồi còn nửa tiếng để ngủ mà cũng đâu có ngủ được đâu, cứ nhiều khi người này nói nó nói chuyện nhiều đó, xong rồi cũng không ngủ được. Rồi hoặc là như là khi mình mệt mỏi mình ăn xong rồi dạng là mình đâu có thể ngủ liền, ăn xong thì mình nằm xuống ngủ liền đâu các bạn, chỉ là phải dạng là nằm đó nhắm mắt rồi thao thức gì đó, xong rồi ngủ được thì khoảng 50 phút thôi, bắt đầu dậy đi làm việc tiếp nó vậy thôi. Nhưng mà sáng nay thì mình ngủ cũng hơi nhiều một xíu, thì bắt đầu dậy là tinh thần cảm thấy là rất là sảng khoái, rồi bắt đầu mình sẽ đi tập thể dục nữa, thì sẽ làm cho cái cơ thể của mình nó cảm thấy là nó điện là lấy lại năng lượng, nó tỉnh táo hơn đó, như vậy đó. Thì nói chung là mình cũng cảm thấy thích những cái hoạt động trong cái ngày chủ nhật, cái ngày nghỉ của mình như vậy ha, mình cảm thấy rất là thích các bạn. Nhiều khi đám tiệc nhiều quá thì nói chung là mình cũng không có thích dạng là, tại vì cái xã hội hiện nay á, thì mình thấy là đám tiệc rất là nhiều các bạn, cho nên là những cái ngày nghỉ đó, cái ngày nghỉ rồi những cái ngày trong tuần rồi người ta cũng là hay đi tiệc này kia đó, thì nói chung là như là làm cho cuộc sống mình thấy nó hơi bị bận rộn hơn nữa các bạn. Nói chung là mình sẽ hạn chế những cái vấn đề đó hơn ha. Thì nói chung là mình dạng là những cái quan hệ mà thân thiết thì tất nhiên mình phải đi rồi, thì đó là cái điều tất nhiên ha. Nhưng những cái quan hệ mà dạng là không thân lắm hay này kia thì nói chung là mình sẽ hạn chế ha, để dành cho cái thời gian nó không bị quá bận rộn ha. Ok, và có lẽ là mình sẽ làm những cái video tiếp theo nữa, và bây giờ là mình phải tập trung để lái xe rồi, bắt đầu đi về, và mình sẽ làm những cái video tiếp theo. Và các bạn nhớ subscribe cái kênh YouTube của Lubulai Vlogs nha. Đây là cái video mà mình như là sẽ quay những cái gì mà nó rất là gần gũi với đời sống của mình ha. Ok, và tạm biệt các bạn nha. Hy vọng là các bạn sẽ có một ngày làm việc, một ngày nghỉ ngơi rất là y là thư giãn rồi. Mình hy vọng các bạn sẽ có một ngày, một cái tuần y là lấy